Vâng, kính thưa quý vị, thật tuyệt vời. Đây mới là một trận đấu, một đội tuyển Việt Nam mà chúng tôi muốn thấy, mong muốn được nhìn thấy trong suốt một quãng thời gian rất dài vừa qua rồi. Và chúng ta cuối cùng thì đã có một chiến thắng với tỷ số đó là 1-0. Cũng là tỷ số 1-0 thôi, nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy cái tỷ số 1-0 ngày hôm nay nó khác đi rất nhiều so với tỷ số 1-0 mà chúng ta giành được trước đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc vừa qua. Một cái thế trận chúng ta đã tạo ra một thế trận thực sự là áp đảo trước một đội bóng được đánh giá là mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam, khi mà đội tuyển Syria hiện nay đang xếp hạng thứ 90 thế giới. Xin lỗi ông Philippe Troussier vì vừa qua đôi lúc thì chúng tôi đã có những lúc phàn nàn về ông. Thế nhưng có lẽ rằng những lời phàn nàn đó mà ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam chúng ta mới có kết quả tốt thôi. Thế nhưng thực sự đó những câu nói mà chúng tôi đùa thôi, bởi đừng ai nói rằng tôi thảo mai nhé. Ngày hôm nay thực sự là với đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng việc chúng ta có trận đấu ngày hôm nay, cái lý do thứ nhất đó là chúng ta có được một sự cổ vũ thực sự quá cuồng nhiệt đến từ các cổ động viên ở trên sân Thiên Trường. 30.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy và một đại quốc kỳ đã được hình thành với những chiếc áo mà những cổ động viên Việt Nam chúng ta mang đến. Và ngày hôm nay thì mặt sân quá tuyệt vời, một mặt sân xanh mướt, một lực lượng cổ động viên đông đảo. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những lý do khiến cho những cầu thủ của chúng ta ngày hôm nay chơi vô cùng đĩnh đạc, cực kỳ tự tin. Kể cả những cầu thủ ngày hôm nay, từ những cầu thủ đá chính hay là những cầu thủ dự bị ngày hôm nay, thì chúng tôi nghĩ rằng họ cũng đều thi đấu tốt thôi. Những cầu thủ vào sân thay người như Văn Toàn hay Tuấn Hải vào sân thì cũng thi đấu cực cháy. Còn những cái cầu thủ đá chính từ đầu như là Công Phượng, Tuấn Anh hay là Xuân Trường cũng đã có một ngày thi đấu có thể nói rằng là vô cùng xuất sắc. Ở trong hiệp 1, khi mà chúng ta chưa có được bàn thắng thì chúng ta liên tục dồn ép đối thủ và đã khiến cho đối thủ phải co cụm và gần như không có bất cứ một cơ hội nào để có thể tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm cả. Và ngay hiệp 2 thôi thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có được một bàn thắng, và đặc biệt đó chính là cái tình huống mà ông Philippe Troussier đã có một sự thay đổi người khi mà Phạm Tuấn Hải đã vào sân thay cho Công Phượng, một cầu thủ mà cũng đã thi đấu cực tốt ở trong hiệp 1. Và ngay lập tức thì Phạm Tuấn Hải đã có một cú ra chân, một cú sút vô cùng đẳng cấp, và đó cũng là bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam cũng như cả trận đấu này. Ở trong trận đấu vừa qua, đội tuyển Syria thì cũng đã cố gắng vùng vẫy dồn lên để tấn công, nhưng đường tấn công của họ tỏ ra quá đơn điệu. Một phần thứ nhất là bởi cái lối chơi của họ có lẽ rằng cũng chưa định hình rõ ràng, và cái thứ hai nữa là ngày hôm nay thì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thi đấu cực tốt và đã khiến cho đội tuyển Syria thực sự gặp quá nhiều những sự bế tắc và không thể có được những cơ hội để mà dứt điểm. Để nói về những thông số sau khi trận đấu kết thúc thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng, về tỷ lệ những đường chuyền trúng đích và đặc biệt là những cú sút được tung ra. Ngày hôm nay rõ ràng là các cổ động viên bóng đá Việt Nam có quyền để chúng ta có thể là ăn mừng, mừng thầm, bởi dù gì chăng nữa trong suốt một quãng thời gian dài vừa qua chúng ta đều thấy rằng là từ cấp độ đội tuyển U23 cho đến đội tuyển quốc gia, chúng ta chưa có bất cứ một trận đấu nào được coi rằng là khiến cho các cổ động viên cảm thấy mãn nhãn cả. Ngày hôm nay mặc dù tỷ số cũng là 1-0 thôi, thế nhưng tại sao chúng tôi nói rằng đó là một trận đấu hủy diệt? Bởi thực tế trước một đối thủ rất mạnh như vậy là Syria được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam, thế nhưng chúng ta đã áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận, và tỷ số 1-0 có lẽ rằng cũng chưa thể nói hết được về sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ này. Và như vậy là một chiến thắng rất quan trọng dành cho đội tuyển Việt Nam, và cũng là rất quan trọng dành cho ông Philippe Troussier, khi mà vừa qua ông ấy nhận quá nhiều những cái sự chỉ trích và cái sự hoài nghi đến từ các cổ động viên bóng đá nước nhà. Thế nhưng giờ đây một chiến thắng với tỷ số 1-0, với một thế trận rực lửa và một thế trận áp đảo hoàn toàn, với một đối thủ được đánh giá là cửa trên, thì tôi tin rằng là các cổ động viên bóng đá Việt Nam có quyền để chúng ta hy vọng về những mục tiêu sắp tới mà chúng ta có thể hoàn thành. Và đặc biệt đó chính là mục tiêu để chúng ta tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đặc biệt hơn nữa thì vừa qua chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn một trang báo rất nổi tiếng của Anh, đó là tờ Sport Money. Tờ báo này trước khi trận đấu này diễn ra thì cũng đã có những nhận định, và ngay sau khi trận đấu kết thúc thì tờ báo này đã có ấn tượng cực lớn và đặc biệt nhắc đến một cầu thủ tiền vệ, cầu thủ đánh chặn tuyệt vời của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong trận đấu vừa qua gặp đội tuyển Syria. Trước khi trận đấu diễn ra thì tờ báo này cũng có nói về việc là đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có những thành tích cực kỳ ấn tượng, và với việc là đang có một chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Hồng Kông, Trung Quốc vừa qua, thì họ tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được cái khả năng tấn công và khả năng tạo ra một chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá là cao hơn so với Syria. Còn ngược lại thì họ cũng nói về việc là Syria vừa qua đang có những phong độ rất tệ hại, còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, trong những lần gần đây thì chúng ta cũng chỉ để thua duy nhất có đúng một trận trong 15 trận đấu quốc tế gần nhất thôi. Và ngày hôm nay với việc chiến thắng trước Syria thì chúng ta đã có trận đấu thứ 16. Trận đấu thứ 16 thì chúng ta mới chỉ thua có đúng một trận thôi, và đó là trận chung kết gặp Thái Lan tại AFF Cup. Và hiện nay thì với việc chiến thắng trước Syria, trong chuỗi trận 16 trận đó thì chúng ta đã có được 11 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ có được 1 trận thua thôi. Phong độ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho tờ báo này tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại được Syria, và với việc đánh bại Syria thì đội tuyển Việt Nam sẽ leo lên được vị trí hạng 93 thế giới, và đây cũng là vị trí tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam chúng ta có được dưới thời của Park Hang Seo, và họ tin rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể vượt được cái mốc này. Còn dự đoán về trận đấu trước khi mà nó diễn ra thì trang Sport Money của Anh đã đưa ra một dự đoán về kết quả của trận đấu, và họ cho rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp khó khăn và vượt qua Syria với tỷ số đó là 2-0, khi mà họ đã có một đoạn viết như thế này: đội chủ nhà đang có chuỗi 10 trận bất bại ở trên sân nhà và dường như họ vẫn đang cải thiện qua từng trận đấu một. Chúng tôi cho rằng là họ có thể tiếp tục làm được điều tương tự ở trong trận đấu gặp đội tuyển Syria khi mà họ đang không đạt phong độ cao. Chúng tôi dự đoán rằng Việt Nam sẽ thắng với tỷ số đó là 2-0. Đó là những gì mà cây viết của tờ báo của Anh có chia sẻ và dự đoán về trận đấu này. Và còn thực tế, nếu đội tuyển Việt Nam chúng ta tận dụng tốt hơn những cái cơ hội mà chúng ta có được ở trong trận đấu ngày hôm nay, thì hoàn toàn chúng ta có thể giành chiến thắng trước Syria với tỷ số 2-0, thậm chí là đậm hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao với một chiến thắng với tỷ số là 1-0 cũng là đủ để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có được những điểm số quý giá ở trên bảng xếp hạng của FIFA, và chắc chắn nó sẽ được cộng trong thời gian tới ngay gần đây thôi. Đặc biệt, trang báo này ngay sau khi có kết quả về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria thì họ đã liệt ra danh sách những cầu thủ ấn tượng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Trong số đó khá bất ngờ khi mà họ đưa ra cầu thủ xuất sắc nhất, trận đấu hay nhất theo trang báo này, đó là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ số 11, khi mà trang báo này có giật một cái tít như thế này: ông chủ tuyến giữa số 11 đã bỏ túi đội tuyển Syria. Và phần dưới thì rất nhiều những lời ca ngợi về Tuấn Anh, cầu thủ số 11 bên phía đội tuyển Việt Nam, khi mà cầu thủ này đã có rất nhiều những pha thoát pressing rất hay và đã có những pha cản phá đánh chặn vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chứng kiến màn trình diễn của những cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng tôi thấy rằng Tuấn Anh là một trong những cầu thủ mà thi đấu nổi bật nhất bên phía đội tuyển của chúng ta, bên cạnh những cầu thủ như là Quang Hải, và đương nhiên là Tuấn Hải, cầu thủ ghi bàn thắng, thì cũng được nhắc đến rất nhiều. Thế nhưng ngày hôm nay để có được một cái thế trận như thế này, chắc chắn quý vị và bạn cũng đã đều thấy những pha bóng mà đội tuyển Việt Nam chúng ta có được, những tình huống dâng lên thì hầu như đều đua qua đôi chân của Tuấn Anh cả. Những pha ban bật chuyền bóng phối hợp tam giác ở khu vực giữa sân và khu vực trung tuyến ở bên phần sân của đội bạn đều qua đôi chân của Nguyễn Tuấn Anh cả. Và đặc biệt ở những tình huống mà phòng ngự thì khả năng thoát pressing của Tuấn Anh nó thực sự là quá tuyệt vời. Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta chứng kiến rằng Tuấn Anh có được những pha phát thoát pressing tuyệt vời như vậy đâu, bởi thực tế trong quá khứ thì có quá nhiều tình huống như vậy rồi. Có điều là trong một thời gian vừa qua thì Tuấn Anh có đôi lúc cậu ấy gặp chấn thương, cho nên là phong độ cũng có trồi sụt. Thế nhưng khi mà Tuấn Anh thực sự khỏe mạnh thì rõ ràng là những cầu thủ bên phía Syria, những cầu thủ tiền vệ thực sự đẳng cấp to cao và có kỹ thuật cũng không là gì đối với cả Tuấn Anh cả. Đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy được khi mà Tuấn Anh đã giúp cho Việt Nam chúng ta đã thắng đội tuyển UE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Một Tuấn Anh thực sự là quá thần sầu. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến nữa một Tuấn Anh bùng nổ, một Tuấn Anh đẳng cấp mà chúng ta đã từng được thấy. Vì vậy mà những tờ báo tại châu Á và đặc biệt tờ báo của Anh có đặc biệt để tâm đến Tuấn Anh thì đó là điều đương nhiên thôi. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là toàn đội đã có một trận đấu thi đấu tốt. Có thể là có một số tình huống chúng ta vẫn có những đường truyền mà chưa thực sự hiểu ý nhau. Thế nhưng đó cũng là điều bình thường, bởi hiện nay về lối chơi thì như được biết, chính với Philippe Troussier thì cũng đã tung ra rất nhiều những cái thay đổi người ở trong trận đấu ngày hôm nay, và đương nhiên đó chỉ là những sự thử nghiệm, đối thủ thì cũng như vậy mà thôi. Nhưng ngày hôm nay được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam chúng ta có một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận đấu, thì thực sự là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có một trận đấu thi đấu tốt, và nếu tiếp tục thể hiện như thế này với sự tự tin cao độ mà chúng ta đang có được thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thêm những kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới thôi. Ngày hôm nay thực sự tuyệt vời đúng không ạ? Những Tuấn Anh, những Quang Hải, những Văn Toàn, những Công Phượng, những Văn Hậu và rất nhiều những cầu thủ Việt Nam chúng ta ngày hôm nay nữa, họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù đó chỉ là trận đấu giao hữu thôi, thế nhưng những diễn biến ở trên sân chắc chắn đã đủ để khiến cho các cổ động viên chúng ta cảm thấy hài lòng. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.